Chào các bạn. Tình hình là bữa mình mới vừa làm một cái cuộc hâm dò ý kiến để xem là mọi người thích xem cái thể loại gì trên kênh các bạn. Kết quả là mình được 15% phiếu là chọn cắm trại, 63% là chọn sinh tồn, thử khách ăn uống thì chỉ có 11% thôi, du lịch 7%, và cuối cùng là mình có một phiếu nấu ăn luôn mà được 4% rồi các bạn. Khá là buồn. Nên nói chung là mình thấy là khá là nhiều bạn thích cái thể loại sinh tồn các bạn. Nhưng mà mấy cô các bạn biết là sinh tồn là tụi nó thích nhất là cái dạng mà bảo toàn năng lượng các bạn. Tại vì khi mà đi sinh tồn mà chúng ta càng hoạt động nhiều thì càng tập sớm các bạn. Nó cũng tùy vào cái thể lực của mình nữa. Và đặc biệt là tụi nó kỹ năng kém các bạn, nên tụi nó thích cái dạng bảo toàn năng lượng. Nên hôm nay là mình sẽ làm một cái clip sinh tồn, có thể nói là tập 2. Bữa mình đã từng làm một clip là sinh tồn 1 sao với 5 sao ở bãi biển các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ như là làm tập 2 vậy đó, phiên bản trong rừng nha. Và cái phiên bản 1 sao với 5 sao thì nó sẽ đơn giản là tụi mình sẽ chia ra 2 team. Team 1 sao là sẽ có 100k để mua những cái dụng cụ sinh tồn các bạn. Không được phép mua nước uống và đồ ăn. Mua cái gì cũng được, mua dao, hộp quạt hay là bếp ga, cái gì cũng được, miễn là dụng cụ là được. Và bên 5 sao thì sẽ có là 10 triệu để dành mua dụng cụ bạn. Có thể là mua hơn cũng được, nói chung 5 sao là cái dạng sang chảnh, là mua gì cũng được hết bạn. Nhưng mà mình nói chung là khoảng 10 triệu nha. Và ở đây là mình sẽ có là 7 cái lá hâm các bạn. Do team của mình là có 7 hàng, gồm có là 3 lá 1 sao và 4 lá 5 sao. Ai bóc vào gì thì sẽ nằm ở team đó nha. Đúng rồi. Ăn thì nó, mọi người đều biết là nó khá là nhỏ bạn, nên nó không nên bóc trước nha. Bóc trước là bằng 1 sao luôn em. Dạ. Rồi, Tú bóc em, em may mắn lắm. Đúng. Em sẽ gánh phát cho mọi người 1 sao. Rồi, em bóc 1 sao, em có 3 lá 1 sao em. Trời ơi, em vô 5 sao rồi, buồn quá. Trời ơi. Bây giờ có 4 lá 5 sao nha các bạn. Giờ còn 50% à. Một hơn, à, mình xin gánh phát 5 sao cho mọi người. Một sao, một sao. Tiếp theo là dễ. Một sao em, có 3 lá một sao em. Ghép em, ghép em ơi. Láo, láo, láo. Ok, mình chơi theo vòng luôn, mình bóc luôn nha. Yes. Còn 2 lá một sao nha bạn. 50% Rồi. Em có thấy gì? Oh, khá là buồn các bạn ơi, năm sao. Không sao, không sao. Buồn. Toàn đề nhị, toàn đề nhị cũng xui không kém gì. Còn 2 lá 1 sao em, kéo lên em, còn 2 lá 1 sao. 1 sao để trải nghiệm. Rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi đừng buồn, đừng buồn nè, mỗi em một phiếu nè. Rồi mở cho mọi người xem coi. Chưa bóc luôn kìa. 1 sao. Chấm hỏi. Này nó hiểu chuyện đó bạn. Ok, nói chung là hơn ăn và đại là nó sẽ rất là vinh dự được sinh tồn với 100k. Mua cái gì cũng được ngoại trừ đồ ăn và nước uống nha bạn. Còn Tú, Vĩ, Lâm và Toàn thì sẽ là 5 sao. 5 sao thì mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên mua cái giường, sau đó vô gừng và ngủ thôi bạn. Ok, nói chung là bạn nào thích cái thể loại sinh tồn của tụi mình để làm một like, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình làm thêm một cái phiên bản gì đó tập 3 cho bạn, 1 sao 5 sao sinh tồn ở chỗ khác nha, dụng sao mạng rồi các kiểu nha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ xong đồ và đi rừng thôi. Rồi, tụi mình đã đến được khu vực rừng rồi nha bạn. Đây là cái con suối nhỏ. Mình phát hiện được một cái con cá gì nó núp. Đây, con cá trào này, cá lóc này nó đẹp ghê các bạn, nó màu đỏ luôn nè. Quá đẹp luôn, cá này chắc về đem về nuôi quá. Wow, tình hình là mình đang đi, mình thấy cái cây này nó có cái trái rất là lạ luôn đó bạn. Có cái con gì nó ăn, còn cái hộp không nè. Đây là cái ruột đó, còn đây là cái hộp. Trái này nó tụi nó ăn gần hết luôn nè. Căn miếng nó nằm gớt xuống nè. Cây rất là bự luôn các bạn, không leo được. Nói chung là hú rừng ăn được thì mình ăn được nha, trải nghiệm thử nha. Cứ gắt với bao. Nó chét chét. À nha, nó sực da heo, cái lỗ tai heo vậy. Tại nó chét á. Mấy cái chét nó bám vô trong cái mồm miệng mình, y như là ăn gì đó. À sao cũng chơi các bạn. Sao cũng chơi mà còn sống á. Nét. Wow, tụi phát hiện được cái con gì đó đẹp ghê luôn, căng đó bạn. Điện cho chết tội nghiệp. Cái càng của nó bự kìa các bạn ơi, con này nó cắn một cái chắc chết luôn má ơi. Con nhện với bạn, con nhện. Cái càng ha. Thôi được rồi, được rồi, được cái chọc đó bảo ơi.
nó cắn kìa, nó cắn vô cây luôn kìa. Sau gần 2 tiếng đi bộ xuyên rừng thì tụi mình đã đến con suối các bạn. Chỗ này có rất là nhiều tài nguyên để dành sinh tồn, cá, cua, tôm rồi các kiểu nha. Nói chung là bạn nào chưa xem clip 25 giờ trong rừng, các bạn có thể nhấn vào link trong phần mô tả video và xem lại. Mình đã từng review cái suối này rồi. Clip hôm nay chỉ đơn giản là sinh tồn 25 giờ các bạn. Khác clip trước nha, clip trước đem đồ ăn, clip này không đem gì hết nha các bạn. Chỉ đem dụng cụ sinh tồn thôi. Và thử thách 25 giờ quan trọng nhất chính là lấy thời gian các bạn. Tại vì nếu như mình không lấy thời gian thì mình mới có 10 tiếng mình về, các bạn cũng đâu biết đâu. Nên phải lấy thời gian nha các bạn. Như đây là một cái đồng hồ đếm các bạn. Bấm nút bắt đầu thì thời gian này nó chỉ có chạy hoặc là dừng lại thôi chứ không có thua nhanh được nha các bạn. Cái đồng hồ này đủ 25 tiếng thì tụi mình sẽ cuốn gói về với nền văn minh nha các bạn. Ok, mấy cô bây giờ nó đang trải nghiệm con suối. Nước này khá là lạnh các bạn, rất là tuyệt luôn. Rồi trước khi dừng chạy thì tụi mình sẽ review đồ của bên 1 sao và 5 sao nha các bạn. Phía bên đây là của 1 sao. À, bên 1 sao thì có là 100k các bạn. Chỉ được phép mua những cái dụng cụ gì cũng được hết, ngoại trừ thức ăn, nước uống. Nói chung là hộp quạt hay là nồi điêu sâu chảo cũng được, trong vòng 100k nha. Và kết quả là mua được cái gì em? Một cái hộp quạt. Này nhiêu? 2k. Cái này là cái đồ làm nước đá các bạn. 10.500. 10.500. Một bộ câu 5.000. À, lưỡi câu 5k. Dao cắt kiwi 14.000. Dao 14.000 mắc chứ. Dạ. À. Bộ lưới. Cái này là 50. Lưới bán 50k. Và ba cái áo mưa, mỗi cái 5.000 là 15, tổng cộng là 15. Là tổng hết là nhiêu? Là khoảng tầm 98 anh, 98.000. Khoảng 97-98.000 các bạn. Ok duyệt. Ở đây bị gì có mấy cái con gì đó nó bay giết các bạn, nó rất là nhiều luôn á. Quá trời quá đắt. Y như lần đầu tiên mà thấy người vậy á. Nó bay cả vô mắt luôn chứ. Mình sẽ review nhanh các bạn, tiếp theo là bên 5 sao. Bên tụi mình mua rất là nhiều luôn. Vô đây là một cái đồ vớt cá nè. Này là mồi câu cá các bạn. Này là của cá ăn chứ phải người ăn các bạn. Đó chính là mồi trùng nha. 4 bình đựng nước, túi ngủ, võng, bạc, lưới bán. Hai cái đồ dành tụi mình dùng để bắt tép bắt cá các bạn. Này là cái đồ chiên á. Tô nè, đồ hỏi bong bóng nè. Phía dưới đây thì tụi mình sẽ có là mấy cái đèn pin, ly, đũa và pin nha các bạn. Bằng dây ướt, dao đi rừng. Cái này là cái chài. Một bao bơi, kem đánh răng, bộ kiềng ba chân để dành nấu ăn nè. Khăn giấy, cưa, túi ngủ, hai cái lọc bẫy cua, gói tự xếp. Còn ba cái túi bên đây là hai cái liều tinh cây nha các bạn. Bộ nồi nấu ăn. Bên trong bộ nồi mình sẽ có mấy cái đèn pin với lại hộp quạt các bạn. Và mấy cái cây dù. Ok, nói chung là đồ bên 5 sao tụi mình là riêng về là dụng cụ ngủ nha các bạn. Ăn ngủ tốt thì mới có thể sinh tồn được nha. Rồi bây giờ tụi mình sẽ dựng trại nha bạn. Đầu tiên là tem 1 sao của tụi mình nha các bạn. Tem 1 sao của tụi mình thì có 100k để đi sinh tồn. Và tiêu chí đi sinh tồn thì cần những thứ là nơi trú nè, thức ăn, nước và lửa. Lửa thì tụi mình đã có hộp quạt. Nước thì có suối rồi, chỉ còn thiếu thức ăn và nơi cư trú thôi. Nên tụi mình sẽ phân chia công việc. Tiếp theo là tụi mình sẽ giới thiệu từng thành viên nha các bạn. Đầu tiên là mình, ăn ếch thác. Tiếp theo là Hương Web Ba. Và đại Đại Gia Ma Ha. Trời ơi, nghe cái tên là thấy nghe ngầu lòi á bạn. Mấy xe đó chạy trong rừng luôn em. Được hết anh, phân công là để làm nhanh á. Mấy con ruồi này mấy bạn thông cảm nha. Và bây giờ thì mình sẽ phân chia. Mình thì sẽ đảm nhận là làm liều, tạo lửa. Và nước thì cũng đơn giản các bạn. Nên là anh Hương với thằng Đại sẽ đảm nhận công việc là đi săn bắt hay lộm nha. Ok. Và mình thì sẽ quyết định là mình chọn chỗ này để làm liều sinh tồn nha các bạn. Ở đây thì mình thấy khá là nhiều tre nó đã khô rồi. Đây như các bạn cũng thấy nè, khỏi cần phải chặt hay cái gì hết, có sẵn hết luôn rồi. Giờ mình chỉ cần lấy ra mình dựng ra khung xương thôi. Còn cái phần mà dây á thì tụi mình có luôn các bạn. Đây, tụi mình sẽ sử dụng mấy cái dây leo này mình cột lại liều nha. Ok, cái liều sinh tồn 1 sao của tụi mình cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn. Đây, thật ra mới hoàn thành cái khung xương thôi. Và mình cho các bạn xem sơ nè, tất cả đều được làm từ tre khô hết bạn, nên mình nghĩ là gió lớn thì có thể sập á. Và tiếp theo là mình sẽ lớp mái để tránh mưa. Mái thì mình sẽ chơi bằng mấy cái cọ nè các bạn. Cọ này nó hơi bị xịn á. Đây, mấy cái này gai không à, nhưng mà phần này thì nó lớp mái nên không sao đâu, chắc không bá đâu. Rồi nếu mà tí nữa mình sẽ hỏi ý đồng đội mình các bạn, nếu mà cảm thấy ok nó mình sẽ lấy cái này mình lót đảm nhiệm luôn nha. Nằm massage. Sau 6 ngày thì mình cũng đã hoàn thành xong cái liều sinh tồn rồi các bạn. Đây, ở trên thì mình làm cái máy là bằng lớp lá.
mình lớp quá trời luôn. Và ở dưới thì mình lớp bằng một lá cọ luôn. Cũng là lá nhưng mà lá cọ theo kiểu mà nó không có gai ấy bạn. Thì mình lớp dưới đây để làm một cái nệm nằm cho im. Để mình nằm mình trải nghiệm thử nha. Wow, tuyệt vời các bạn. Nói chung là cũng ổn rồi. Tiếp theo là bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tạo lửa. Sau đó thì mình sẽ lọc nước, nấu nước cho tem mình uống nha các bạn. Tem mình thì đi săn là mình nghĩ cũng khá là mệt rồi, cần nước để uống. Đầu tiên thì mình sẽ lên lửa trước. Sinh tồn mà có hộp quẹt thì quá bá đạo rồi các bạn ơi. Nó lại quá dễ rồi. Tiếp theo thì mình sẽ lấy nước suối và mình đun lên mình uống nha các bạn. Đây nước suối tự nhiên luôn, một khoảng như đây là được rồi các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ cái ly nước của mình vào. Giờ thì chờ nước nó sôi và lấy lên uống thôi nha các bạn. Cuối cùng thì nước của mình nó cũng đã chín rồi các bạn ơi. Nó sôi sùng sục luôn rồi nè. Đây để mình lấy cho các bạn xem. Do là mình không có cái đồ đậy á, thành ra nó vô mấy cái tro á, nhưng không sao, vẫn uống được. Bây giờ thì mình sẽ đem ra ngoài suối mình ngâm cho nó nguội lại, bớt nóng rồi mình sẽ uống mình review thử cho các bạn xem ha. Nước của mình thì mình cảm thấy là đụng vào nó nguội các bạn, hết nóng rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ uống review thử xem coi nấu nước suối lên uống như thế nào. Thật ra mình uống lần này là thứ N rồi. Uống vào á thì mình cảm thấy là nó như nước suối Aqualina các bạn, ngọt nhưng mà nó có hơi tí gọi là tro, có một xíu tro. Nhưng mà không sao, vẫn ok nha. Giờ thì mình sẽ uống hết đợt này, sau đó thì mình sẽ nấu mấy đợt sau cho những đồng đội của mình. Và lần sau thì mình sẽ rút kinh nghiệm hơn, không cho đồng đội mình uống những thứ trò giống như thế này nữa các bạn. Chào các bạn, mình là Hương. Còn nãy mấy cái biệt hiệu là gọi cho vui thôi. Tại vì team một sao của mình các bạn biết trước rồi, khá là khổ, cũng không có nhiều dụng cụ để sinh tồn. Ăn thì ở nhà làm nội trợ nha các bạn, ở nhà xây dựng các kiểu. Còn tụi mình thì nhận nhiệm vụ kiếm thức ăn. Bây giờ tụi mình quyết định sẽ nhăn lưới sớm nha các bạn. Càng nhăn lưới sớm càng tốt. Rồi chiều nay mình thăm để dành tỷ lệ có cá nhiều hơn. Đó, đây là bộ lưới bán của mình nha các bạn, 50k. Mình sẽ đi xuống ngọn suối nha các bạn. Chà, không phải chân vừa đâu. Nước bây giờ là nó lớn mà nó mạnh hơn là trước luôn các bạn. Nhưng bù lại mình cảm thấy nó không có lạnh. Nó cũng gọi là chấp nhận được, chứ không phải là tươi da gà. Đó, mình lưới như thế này các bạn. Đại là nó góc bên phải, còn mình thì tay bên trái. Ok, hiện tại là mình nhăn nó ngang vậy nha các bạn. Đây, ngang từ đây qua tới chua tuốt chỗ con Đại bên đó luôn. Đại thì đang lấy đá nó đè cái lưới xuống các bạn. Lưới bây giờ nó khá là hẳn luôn á. Nó hẳn thì cá nó không có bơi qua được, tại nó xé mặt nước luôn á. Mình phải lấy cái nào là mình đè nó trùng suốt. Hiện tại thì tụi mình đã đặt lưới xong rồi nha các bạn. Đại nó đang chỉnh chỉnh lại chút xíu á, tại vì lưới mà trong suối, nước suối nó chảy hay mạnh đó, nên phải lấy đá lấy cây gì đồ chặn lại để cho lưới nó không bị trôi. Lưới nó bằng phẳng á, nó sẽ không dính cá đâu. Và mình để ý luôn á, lưới này đúng rẻ tiền, với lại cái lỗ nó hơi bự á, tức là cá nhỏ nhỏ không dính đâu, chỉ dính cá bự thôi, nên hên xui nha các bạn. Bây giờ tụi mình xong cái lưới này, tụi mình lên bờ rồi sau đó đi câu nha các bạn. Phải trong rừng mà cái gì cũng có, hay nước quá trời các bạn, cứ nước suối nấu lên nó uống à. Nhưng mà đồ ăn thì bó tay luôn á, nên tụi mình bây giờ tiếp tục kiếm đồ ăn luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang đầu trùng rồi nha các bạn. Chưa tưng kiến vàng thì nó hơi khó kiếm chút xíu. Còn ở đây là nó mới mưa á, đất nó khá là ướt luôn. Mình cứ đào hử chút xíu, nên mình nghĩ là có thể là có trùng á, biết đâu may mắn. Đây con nè các bạn, mình đào được cái hút đầu nữa nè. Mình kéo lên, đây. Đấy, các bạn xem luôn. Con này chúng ta gọi là một con trùng chỉ, hoặc có khi trùng con. Nói chung là trùng khá là nhỏ luôn các bạn. Mình thích những con trùng nhỏ như thế này á, tại vì trùng nhỏ sẽ câu cá khá là tốt. Mình để ý là lưỡi câu cũng không có to nữa, trùng nhỏ là hợp lý. Bây giờ mình sẽ ráng kiếm khoảng chừng 3-4 con như vậy nữa rồi bắt đầu đi câu nha các bạn. Ok, đào tiếp. Ok, bây giờ mình với Đại sẽ bắt đầu cột càng câu để câu cá nha các bạn. Đây là một cây tre cầm vô em, cây tre, cây nướng, cây trúc gì đó. Còn bộ lưỡi câu, ok, lưỡi câu siêu nhỏ luôn á, cái lưỡi nó rất là nhỏ để dành câu mấy cá suối các bạn, cá lòng tông bay cái kiểu á. Bây giờ mình cột phải để ơi. Ok, đã xong. Bây giờ mình sẽ móc mồi câu cá nha các bạn. Đợi nãy giờ tình huống nè, thì
Bây giờ chỉ có câu cá mới có đồ để ăn thôi. Chứ lưới phải đợi tối á, tối cá nó ra kiếm ăn á. Mấy cá lớn ra kiếm ăn thì nó mới dính lưới. Chứ bạn ngày là thường là lưới không có dính đâu. Mình sẽ móc con trùng này vào cái lưỡi câu nha các bạn. Lưỡi câu này nhỏ xíu à, để dành câu mấy cá lồng tông bay á. Ok. Câu thôi. Một phát ăn hết mồi rồi luôn mấy bạn. Bỏ tay luôn. Bây giờ phải móc câu tiếp rồi. Vậy mới gọi là kéo. Đúng rồi, mới lúc vậy. Đó, dính được nguyên con cá lồng tông bay rồi mấy bạn. Đúng chuẩn lồng tông bay luôn, nó bé như cục kẹo vậy. Nhưng mà bù lại thơm ngon, bổ dưỡng. Đó, mình cứ ráng là câu khoảng chừng mười mấy chục con vậy đó là tiêm cái bữa ăn rồi mấy bạn. Tuy nhỏ nhưng mà rất là ngon nha các bạn. Cá lồng tông bay nó không có lớn đâu, nó dậy ra luôn à. Mình nhìn giống mấy cá rỉa chân mình hởm ra luôn các bạn, không sao. Hôm nay rỉa chân, ngày mai thành bữa ăn. Rồi, tình hình là ở đây có mấy con gì nó bu khó chịu đó bạn ơi. Nên tụi mình bắt buộc là phải chùm mấy cái này nè. Đây là cái đồ bọc cái nồi. Còn mấy cô là chùm cái mùng. Tụi mình cắt mấy cái mùng ra các bạn, như bé vậy á. Chùm em bé. Rồi, đầu tiên là bên mờ năm sau của tụi mình là sẽ dựng liều các bạn. Tụi mình cố gắng vét vào rừng cái bộ liều tinh cây các bạn. Ở trong rừng ưu tiên ngủ tinh cây để không có mấy con cuốn chiếu đâu. Mấy cái liều này mình đã từng làm clip là cắm trại phiên bản tinh cây các bạn. Dễ lắm đâu. Coi rồi. Tòa nấm đào thì là liều bốn góc ha, tòa nấm đầu dưới vậy thôi. Rồi sau khi cột xong thì nó sẽ có hình như vậy các bạn. Đây là cái liều tinh cây phiên bản 4 chỗ cột luôn nha. Hình vuông nha, hình chữ nhật nha. Tiếp theo tụi mình sẽ xỏ cây vô. Quá đơn giản các bạn ơi, trải nghiệm luôn nha. Vậy thử hai người coi nằm nổi không em. Oh, hai người phải ra các bạn. Đi mấy con kia vô luôn kìa. Ok, tụi mình dựng cái liều tinh cây thứ hai các bạn. Cho bên năm sau tụi mình tới 4 hàng luôn, mỗi hàng ngủ 2 liều nha. Really nigga. Rồi sau khi dựng liều xong thì bên năm sau tụi mình sẽ đốt lửa nha các bạn. Do là năm sau có rất là nhiều đồ nghề các bạn, nên tụi mình sử dụng hộp quạt và giấy luôn nha. Giấy này là giấy rất là tiện lợi, bạn vừa có thể lau miệng, giấy ăn, giấy đi ABC và có thể dùng để đốt lửa luôn. Nói chung là hôm nay là mấy thằng cu là nó theo mình để học hỏi kinh nghiệm sinh tồn rồi các kiểu nha bạn. Để mốt là nó triển khai kỹ năng nó ra, chứ giờ nó quá yếu. Coi mình nha mấy đứa. Nè, nhìn biểu diễn nè, đó, vậy thôi á. Quá dễ dàng. Kỹ năng sinh tồn chứ gan mình cứ có giấy mà. Đó, từ từ cháy lên liền, thiếu lửa thiếu giấy. Rồi sau khi lửa đã cháy lớn rồi thì tụi mình bắt đầu đun nước để dành uống nha các bạn. Suối đây thì nước khá là trong nhưng mà uống là có nguy cơ đau bụng lắm các bạn, nên phải đun sôi nó lên nha. Rồi vậy bút nước em. Ok, suối kế bên luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ lắp ráp cái dụng cụ nấu nước nha các bạn. Bên mình là năm sao và chơi toàn là công nghệ không các bạn. Mình sẽ được cái bộ ba chân như vậy các bạn. Mình sẽ bỏ vô ống lửa. Rồi treo vô vậy, vậy. Lấy ra luôn, treo vô. Rồi. Rồi. Đó. Vậy mà nấu thôi các bạn. Rồi sau khi nước sôi thì mình sẽ rinh nó ra nha các bạn. Rinh cái nồi nước sôi ra và bỏ ngay suối cho nó nguội là mới uống được các bạn. Nóng quá. Rồi tụi mình tìm được một cái chỗ rộng cá rất là ok đó các bạn. Đây một cái hốc đá nha. Cái con cá lóc này nó chiếm cái chỗ cái chai của mình nha. Chai để đựng nước chứ không phải là đựng cá nha các bạn. Mình sẽ cho nó vô đây. Đó, sinh tồn trong đây con. Mình sẽ thả cái này vô đây để cho nó không nhảy nha các bạn. Rồi tiếp theo là tụi mình sẽ lấy nước này xớt ra. Mỗi hàng một bình nha các bạn. Vậy nó múc nước cái gì vàng khè các bạn ơi. Kỹ em.
đâu anh, cái nước suối này là vậy anh? Đây gọi là nước cất á. Nguội rồi. Ta nấu nước cạn kìa ta. Ok, vô. Vô. 3, 2, 1, vô. Của em nó cũng nguội lạ quá. Uống y như nước ở nhà thôi, không có gì khác các bạn. Rồi, sau khi đáp ứng được leo, lửa, nước, thì tụi mình đến với yếu tố sinh tồn cuối cùng, đó chính là thức ăn các bạn. Và tụi mình bắt đầu gọi là chơi theo gọi là team work, phân chia công việc đàng hoàng. Rồi, Toàn thì nó sẽ ở nhà nấu nước, còn Tú, Dễ và mình là sẽ đi bắt cá, bắt tôm các bạn. Cái mùi cá lóc rồi đâu. Ok, tụi mình sẽ phân chia công việc là cho Tú là nó đảm nhận câu cá nha bạn. Tú khá là xét cá nên cho câu cá rất là ok luôn. Hình như là nó chưa bao giờ câu dính cá luôn á. Gì game gì vậy các bạn, vừa bọn Tú câu thử cá dính con cá liền. Mình sẽ bỏ vào trong cái lưới này nha các bạn, rộng đó nha. Bây giờ cá còn sống luôn mới ngon chứ. Đó. Một bé. Mình sẽ trực tiếp câu cá trên suối cho mọi người xem nó dễ tới mức nào các bạn. Gớt rồi. Trời ơi game kìa. Rồi ok, tụi mình giăng lưới nha bạn. Ôi trời ơi. Game là sợi bao xình. Anh Long ghiền rồi. Trời ơi game dễ phải. Rồi. Cá chập má luôn. Anh Long lại hơn đi một lần nữa. Rồi tình hình là mấy cái lưới là tối cá nó mới không thấy đường, nó mới vô cái lưới bạn. Cá đây nó khôn quá. Thả lưới không có con nào dính hết. Tụi mình chỉ ăn được cá từ việc câu thôi nha. Đây nguyên bữa sáng câu được nhiêu đây nữa bạn. Bây giờ tụi mình sẽ biểu diễn nấu ăn. Đây kết quả là tụi mình được nhiêu đây cá nha bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đem nướng đó. Đó, để dày nướng thôi. Nước mồi phong cách 5 sao. Đảo quá. Như cá chiên vậy các bạn. Chín rồi. Wow. Đèn đổi nữa nè. Wow. Rồi, trước tiên là mỗi đứa đôi đũa nè. Ai cũng có phần hết. Đây là món cá lồng tông bay các bạn. Đây là món cá lồng tông bay nướng mọi. Đây mình sẽ review nha các bạn. Cá này là tụi mình không có bằng ruột gì hết các bạn. Ăn luôn ruột luôn, trải nghiệm. Bữa này nãy câu bằng trùng đúng không? Ăn luôn cơm luôn á. Nhìn lục vỏ nó nha. Ở bằng thịt trắng kìa. Nó đắng vãi luôn mày. Nói chung là con cá đã đắng khủng khiếp luôn các bạn ơi. Đợi tối nay thì nó mới có cua, có ếch nữa các bạn. Bây giờ tụi mình chỉ đơn giản là ăn cá lồng tông bay thôi. Và uống nước nha. Vô. Vô Tú. Vô. Hình như là mấy con chỉ trụng đang bơi hay gì nè. Really nigga. Tiếp theo là tới tem một sao của tụi mình. Tem xe độ. Nước thì hồi nãy mình nấu nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho Hương Vết Ba uống thử review. Xin cảm ơn. Và Đại Yamato. Yamaha. À lộn Yamaha. Bảy bà. Giống y như nước đun sôi để nguội luôn á. Xin mời Đại Yamaha. Đa tạ. Tụi mình không có cái đồ đựng nước các bạn, con dao khá là nhỏ không thể nào mà cắt được mấy cây nứa. Ấm ấm, uống khá nên là đã. Cứ nấu sao là uống liền các bạn, cứ nấu là uống à. Và đây là chiến lợi phẩm của Hương Vết Ba câu được. Và mình quyết định là mình sẽ giao những con cá này cho Hương Vết Ba chế biến. Chế biến hả? Dạ. Nói chung là cái cá rừng đó các bạn, là chúng ta phải đó, cái phải vậy nè, gói lại. Khi chúng ta gói lại á, cái chúng ta mở ra lại, cái chúng ta bỏ vô nướng. Sao? Đúng là Hương Vết Ba có khác. Sau đó mình rải cá bự này trước. Đâu quá.
Ôi trời. Cứu được rồi. Không sao, con đó đem đi nướng, Chút lấy ra được, bạn lấy được. Bỏ đây luôn ấy, Chút nữa nó hẩm nóng cái là được rồi. Dễ không? Nhìn cái này, cái ống tre này nó hơi dơ thôi các bạn, chứ thật ra là nó dơ lắm. Nướng lên vẫn ăn được. Không sao đâu. Không, nướng mình cạo vẫy mà. Bây giờ thì chờ đợi. À, bây giờ là mình sẽ lấy ra nha các bạn. Mình thấy nó cũng khá là hôm ho hả? Hôm ho bổ dưỡng. À, mình bỏ đây nè. Cá mình ốp với tro, hàng gì thơm là đúng rồi. Mời cá, món này mình gọi là cá nướng hang tre hôm ngon. Chứng kiến, kiến không à? Gì đâu vậy nè. Ngời anh hết. Đó. Đúng đó. Là hương vết ba có khác. Nói chung là đại là nó chịu heo rồi đó mấy bạn. Nó là một support chân chính. Support chân chính nên mình nhường cho nó con bự nhất. Nè, cái món này ăn rất là dễ các bạn. Ăn thì kiểu quý tộc á. Nè, chúng ta bấm cái chỗ ruột này nè. Kéo ra. Nè, kéo ruột nè. Kéo ra. Hay vậy. Đó. Cái từ từ hút dưới nữa. Rồi sau đó bỏ vào miệng ăn ngay. Ngon lắm. Ôi trời ơi, xương ghê. Không, nếu không được thì mình nhả. Nhả xương á. Không, ăn vậy thấy ngon hơn á. Ừ. Không, rồi, xương à. Dễ không? Vừa bơ. Ngọt hình. Ừ. Đó. Hơi ít mấy bạn. Một dao có một cái càng câu rồi. Trời ơi, hư vết ba nướng con này hành con khô luôn rồi nè. Wow. Đó, cũng như con bự đó bạn. Cứ vậy nè, bóc vô ruột, xé ra, dục. Xé ra, dục, còn hệt, cắn. Ừ. Ngọt hệt nó như bạn. Đó, sao con em đắng dữ hả? Đắng ngát luôn á. Em bóc không có chuẩn á. Nè, con nhỏ á là mình có thể ăn được xương nữa các bạn nè. Hỏi nè. Khá là ngon nữa. Còn đầu thì nó hơi cắn cắn sao á. Nhưng mà ăn cũng được. Nói chung á thì trưa tem một sao của tụi mình ăn heo hì nha các bạn. Dạo này tướng tá bự quá nên ăn heo này là heo hì giảm một số luôn calo á. Hình như hơi ít á. Thấy sao không? Không có trùng mấy bạn, đào cũng không có trùng. Ít lắm, ở suối trùng mấy tí vậy, như mấy trùng chỉ vậy á. Mày mới nói heo hì á. Này giờ chỉ có nước là chờ tới chiều chiều mấy bạn. Chiều lưới dính cá cái kiểu rồi cua ếch gì đồ ăn thêm chứ giờ là ăn chắc chắn là không ngon đâu. Rồi sao Huy ăn mấy con cá không đủ xẻ rang nữa bạn. Nhưng mà sinh tồn mà như vậy là quá ok rồi. Bây giờ là tụi mình sẽ đi tắm rửa sạch sẽ và tối nay là gỡ lưới bạn. Lưới của mình rất là dài tới 60 mét lận, dang tới 2-3 chỗ luôn nha bạn. Tối nay là bội hưu thôi, giờ cứ đơn giản là nằm chơi thôi. Tụi mình có đem cái phao các bạn, và dùng cái đồ bơm bong bóng đi bơm thôi, khá là đơn giản. Trải nghiệm tắm suối và chuột khác được các kiểu các bạn. Anh nhìn ra, anh nhìn ra. Ok không? Đã không phải không? Nước ở đây bị gì đó lạnh như là Đà Lạt các bạn. Ít hơn một tí mà lạnh lắm các bạn ơi. Tắm nổi da gà luôn nhưng mà bây giờ là đành tắm thôi cho sạch sẽ bạn, 5 sao mà chứ đâu phải 1 sao đâu. Chăm cao ham hố các bạn. Đó. Chơi bể sụt là trẻ em như thế này thôi, làm sao mà bị trôi được. Run. Run. Hey. Chạy đâu. Mày có giỡn nhầm trải nghiệm vậy. Bắt tụng luôn. Bắt tụng. Tình hình là cái chỗ này nước chảy xiết quá các bạn ơi. Nên mình thử là mình sẽ chặn ra chỗ này lại coi chỗ này đành hồ bơi không nha. Hồ bơi vậy? Hồ bơi đá em. Chặn lại thầy xây nguyên một cái đạp luôn. Hồ bơi vô cực. Lụm đá hồ bơi vô cực. Em nó chạy hết mạnh nè không? Sau khi đắp xong cái bước đơi này các bạn. Thì nước chỗ này bây giờ nó chảy rất yên bình luôn. Chứ quý ông khi ngồi đắp nước trống nè. Rất là mềm bạn, như xuống nước lạnh vậy. Sao nhìn ngồi vậy? Con sáo mồm kìa. Rồi tình hình là bên một sao bên đó có muốn gia nhập liên minh của tụi mình không?
hãy cho em gia nhập liên minh của anh. Em có bao nhiêu lượt chiến rồi? 5 triệu lượt chiến. Ở đây là mọi người, là mấy anh là đang là 10 triệu em ơi. Em phải đi địa khí với em con gà này. Anh sẽ phải hối hận. Rồi hiện tại là gần 7 giờ tối và cái thử thách của tụi mình đã hơn 9 tiếng rồi các bạn. Nói chung là trời tối thì cua nè, tém nè, và đặc biệt là mấy con cá nó không thấy được các bạn, nó sẽ tông vào lưới rất là nhiều. Nên bây giờ tụi mình sẽ đi gỡ lưới và bắt những cái con cua tép và các kiểu nha các bạn. Đặc biệt là có khi còn có cả ếch nữa. Bây giờ tụi mình sẽ phân công công việc là mình với vậy là sẽ đi gỡ lưới, Tú thì đi chụp ếch, còn Toàn thì nó đi móc cua nha các bạn. Ok, đi hả mấy đứa? À, tem một sao của tụi mình cũng không có chịu thua nha các bạn. Dù là không có đèn pin nhưng mà tụi mình sẽ sử dụng những thứ mà cực kỳ hăng hụt với các bạn luôn, chính là một cây đuốc. Đuốc thì dĩ nhiên không có nguyên liệu rồi, tụi mình sẽ sử dụng một cây tre nè các bạn. Đó, đốt vào theo cách truyền thống nhất luôn các bạn. Đó chính là đốt cái cây tre hoặc là hô và một đó chống ngược và đi sâu nha các bạn. Mình thì mình với thằng Đại á là hâm cái lưới văng hồi trưa á các bạn. Còn ăn thì cũng xài cái đuốc luôn. Đốt là dành đi chút đi sôi cua, sôi tôm mấy kiểu bắt. Nói chung là một người nội trợ chân chính. Rồi, đầu tiên là mình với cô Vĩ là sẽ gỡ lưới trước nha các bạn. Vừa mới vào mình thấy có con cá nó dính lưới rồi nè. Đây. Quá không các mẹ. Các mẹ bự chập bá luôn nha các bạn. Ngon. Quá đã. Rồi, phía đây là mình đã thấy tiếp một con cá nữa các bạn. Không biết cá gì nữa. Nội ơi. Sao cái lưới gì ba lớp như vậy? Lưới ba mẹ lên, lưới năm sao rồi. À. Đây. Mình được con cá như vậy nha các bạn. Nó có một cái miệng ở dưới đây để nó bú đá này, gọi là cá bú đá. Bỏ vô. Rồi, tiếp luôn. Đây, 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 đây. À, thấy rồi. Luôn rồi. Mình lấy đèn lửa. Cá này hay đi theo đèn, theo bậy đó. Ờ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, cá kìa. Oh my god. Quá nhiều cá là một cuộc tình luôn các bạn. Ok, mình sẽ gỡ từ từ nha các bạn. Cá quá nhiều. Cũng là bội hù nha các bạn. Nói chung là ban đêm là cá nó không thấy đường hay sao, hoặc là nó đi ăn các bạn, nó sớm xa sáng sáng nó không để ý á. Nó dính vô lưới, còn ban ngày là không dính con nào hết. Mình thì không có chuyên gia lưới bén cho lắm nhưng mà kiểu là chắc mình gỡ tới sáng quá. Trời ơi, mày có cá nữa bạn ơi. Nó láng luôn á. Trời ơi, ok, đăng ký kìa, đăng ký kìa. Oh my god. Kìa đây, ăn cá ngon luôn rồi. Mới có một cái lưới bội hù luôn bạn. Bạn gỡ luôn em. Đây bạn nhìn nè. Oh my god. Ký cá. Ký cá rồi. Ok, tụi mình đến với cái lưới thứ hai nha bạn. Rồi, cái lưới thứ hai này cũng khá là bội hù nha bạn. Mới dở cái bạn thấy 4 con, 5 con. Quá dữ luôn. Thấy không? Đây. Ok, lại tiếp tục gỡ thôi các bạn ơi. Mình mới bắt một con cua khá là bự luôn nha. Con này mình nghĩ 4 người là chắc ăn không hết đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đựng và đi bắt cua nữa nha. Thì ở đây thì mình thấy một con ếch nó trốn ở trong cái hốc đá nha. Bây giờ mình sẽ bắt nó bằng tay hông. Trời ơi, ê, ê, dại rồi. Thì ở đây mình thấy một con cua nha. Bây giờ mình sẽ bắt nó bằng tay hông. Chụp nó xuống. Đây, một em cua đá bỏ vô bịch. Phía ở đây thì mình thấy thêm một con cua nha. Hồi nãy mình quên là mình năm sau mình có đồ kẹp mà. Mình bắt tay hông làm cái gì? Kẹp ăn. Con này chà bá luôn. Như tới giờ cua lên ngõ Tú ơi. Ơi. Dạ. Được cái kẹp. Rồi. Ê, 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 ủa, sao ấy à, ủa, kìa. Thôi chắc chắn kẹp được mà. Gì vậy? Bị ra được không?
Rồi. Rồi bây giờ là tới team một sao tụi mình nha các bạn. À, cái này lưới này là quyết định luôn nha các bạn. Tại giờ mình không có còn cái gì hết á. Cái này là quyết định. Tờ giờ là tụi mình cũng khá là đói luôn á. Bây giờ bắt giờ là tối liền luôn á. Nãy là mình thấy team 5 sao khá là rồm rà luôn các bạn. Lửa của mình thì có hạn, khoảng chừng phút mấy hay phút rồi, nên tụi mình lấy lưới lên luôn nha. Dính không? Dính không ngại? Wow! Dính rét không? Lưới này lưới một sao nha các bạn, nó có một cước ngục duy nhất à. Nó đạt lá không ạ? Đây là tế dầu không à? Sao nguyên một đống tế dầu các bạn, này đem gì tế dầu đem gì nướng ăn hả? What the hell? Thật sự lưới một sao với lưới năm sao khác nhau hoàn toàn luôn. Nãy là năm sao á ngồi gỡ, mình đứng kia mình thấy tội đảo ghê luôn. Mình chắc nãy mình cũng nhiều, bây giờ là hà hoàng tối và cái kết buồn. Nó thấy toàn cái dầu không à, chắc có một con á phải tin điều đó. Giờ đem lên để rồi. Ở đây 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 các bạn, có một con nè, hơi tối xíu tới hùi lùi luôn. Gỡ ra, trời ơi có đoạn tối rồi á. Từ từ, bình tĩnh chắc là bạn ăn nội trợ sẽ vui lắm đây. Rồi rồi, ok rồi, rồi. Phe hành tích. Một con cá bú đá nha mấy bạn. Đó. Rất là bự luôn, về ba anh em ăn khủng hết luôn. Từ 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 từ, vẫn còn em. Oh. Ba anh em mình giờ điều tra còn cái gì không. Cái lưới này là mình với Đại lên bờ chết rất là kỹ luôn mấy bạn. Không có gì hết. Tại là rác là rác không. Cái lưới bên năm sao không có biết rác nữa hết. Còn lưới bên một sao sao toàn rác không à ta. Quá trời luôn á. Khó hiểu lắm anh ơi. Cái này giờ dính rác quá trời là cũng giờ nó cũng với rồi các bạn, nó rối nè, nó rét cái kiểu, nên bây giờ là tụi mình có một con cá duy nhất à, nên bây giờ quyết định là đi sôi thôi, có gì bắt thêm nha. Nói chung là bây giờ là tụi mình sẽ đi sôi cua nha các bạn, cua tôm tép gì con nào cũng được hết á. Cái này là mỗi cái đuốc này nó tắt nhanh lắm các bạn, phải đi đem về cái bếp để mồi lại nữa. Cái này chắc khoảng 2 phút là hết rồi. Giờ quất đại, nãy là anh sôi anh thấy không biết giờ còn luôn. Rồi, nó trên này anh thấy cái chân đó không này, đó chân cái này đó thấy không? Đâu? Đó thấy không? Có chân chấp nha. Nhận. Ê, nó qua bên em á, nó qua bên em á. Em có cảm nhận được không? Mấy bạn à, vô vọng rồi. Anh sáng yếu quá, không có thấy gì hết á. Thấy được con cua nhưng mà chụp không biết nó chạy đâu, nó tiêu rồi. Tối quá không thấy đường. Giờ mình nói chuyện bóng tối luôn, giờ mình hỏi nè. Vĩnh biệt các bạn. Ok, tụi mình tổng kết nha bạn. Đổ cá ra nha bạn, đổ luôn nè. Đổ ra luôn nha anh. Đổ luôn em, đổ cua luôn. Đây tụi mình được 1, 2, 3, 4 con cua và một đống cá luôn nha các bạn. Mình sẽ lấy một cái cây tre các bạn, chẻ nó ra một cái nẹp ba như vậy nè. Sau đó sẽ bỏ mấy con cá lên. Mình sẽ kẹp con cá vô vậy nha các bạn. Rồi, ok, một con, hai con thả thấp xuống miếng, ba con, bốn con. Đây tụi mình được một sâu các bạn. Con này nó bự quá không có sao nhiều được. Đây, được. Rồi, sâu thứ hai nha bạn. Ok, sâu thứ ba, sâu cá mè nha bạn. Nói chung là tụi mình chơi tướng ba sâu làm này cực ghê luôn các bạn. Nướng vậy. A few moments later. Rồi đây cá chín rồi nha các bạn. Cá nướng vậy là chín rồi. Hên quá, cái mẻ đầu chín 4 con, đúng 4 thằng luôn. Gấp ra túc một con. Gấp ra. Rồi, con hai. Rồi, con hai. Rồi, cuối cùng là bé Toàn. Không, em có em mà. Rồi, đi không? Đây. Cá suối các bạn. Cá bú đá. Cá này thì thịt nó ăn là, nếu như mình ăn trúng cái tú mặt thì nó hơi đắng chút các bạn. Còn đi ăn thịt nó thì nó sẽ rất là ngọt nha. Có trứng nha. Cái em có trứng nữa hả? Trứng ngon lắm á, có rồi. Đầu hên đi đó hả? Đủ, bú không tấu. Trứng đâu? Dứt lại, sắp xong rồi. Trứng nè anh. Sao tấu? Đắng không? Ừ, béo. Nó béo, béo, ngọt ngọt anh. Nói chung là cá này ăn là vừa bạn ăn khúc bắc vậy, đắng vãi luôn á. Rồi, tiếp theo là tụi mình sẽ chia cá mè ra đồ ăn các kiểu bạn ơi. Cá mè nhìn ngon nè anh. Ừ, cá mè nhìn các bạn không đắng ha. Để ăn thử cá mè. Ừ, cá mè có đắng không Tú? Đúng quá. Đắng. Con nào cũng đắng. Dập ngủ các bạn. Sao con em thịt đang hôi vậy ta? Vậy là nó bị hư rồi, da đen á em. Kìa. Nói chung là bữa tối là bên năm sao tụi mình là cứ việc ăn cá đắng thôi các bạn.
không sao, hút đắng giả tặc mà ăn đắng thì rất là bổ. Ok, biểu diễn hết luôn mấy đứa ơi. Tiếp theo là tới tem ban đem xe của mình nha các bạn. Tối nay thì tụi mình sẽ ăn một chú cá, cá bú đá đến từ vị trí của anh Hương Vít Ba mang về cho tụi mình. Đây, mình sẽ nhường lại cái chế độ chế biến cho Hương Vít Ba. Hương Vít Ba hãy nấu đi. Nói chung là cũng khá là khó nấu luôn các bạn. Mình chỉ cần bỏ đây là đó, mình đợi đi FK khoảng vài phút mấy bạn à. Nói chung là sai dự tính nha các bạn. Mình nghĩ là sẽ dính rất là nhiều luôn á, nhưng mà dính nhiều mấy cái lá, mấy cái rác á. Chỉ có tim năm sao nhiều thôi à. Nói chung là giờ anh em mình gán là ăn hết cá này. Cá này thả là nhiều luôn á. Dạ. Yeah. Những cá bự kìa. Ờ bởi vậy. Con cá này chắc đủ một người á. Nói chung thì sinh tồn cái cũng quen á các bạn. Nhịn đói được, nhưng mà nhịn thét này không nên. Nói chung là cứ uống nước cầm hơi các bạn. Uống nước là khỏe rồi. Em nãy em uống nhiều rồi. Nước còn nóng luôn á. Thì nãy em đun lên mà. Ngon tuyệt. Để cho bé Đại nè, nãy đi săn bắt nè. Ok, Đại Yamaha. Ê, nó quặn rồi, nó quặn rồi, quặn rồi. Quặn là được rồi anh ơi. Ok, cá chín rồi luôn nha mấy bạn. Thưởng thức thôi. Nói chung ăn nội trợ là ăn nên bổ ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Dạ thôi, làm mọi anh. Làm mọi là gì? Là ăn mọi á. Ôi, để mình đầu tiên thì mình sẽ lột da ra đây. Đây, đầu tiên thì sẽ cho Đại ăn trước ha. Đại là em út mà. Nhưng mà người bắt được thì lại là anh Hương nên cho anh Hương ăn trước. Trời ơi. Hương Vít Ba. Căn miếng test thử nha bạn, nó thiệt chứ giờ đói thiệt luôn, không phải đùa. Dạ. Ôi, cục đá này nóng thì đem đi chùi ra mà hỏi. Ngọt quá trời luôn á. Nói chung thì đói ăn gì cũng ngon á mẹ. À quên, ăn nhiều quá anh em có cái đèn cho ăn nội trợ hay nguyên cái nhà luôn mà. Dạ. Tiếp theo thì tới Đại Yamaha trên mình ăn nha bạn. Hình như hơi dù xu á. Nhưng mà ngọt. Rồi nè. Tới Đại Yamaha. Đùa thôi, đùa thôi. Là tới nè, không có nước em uống luôn á. Con cá này nó ngọt thật đó bạn. Nhưng mà nhiều xương. Xương nhiều lắm. Nhẵn nhẵn luôn. Đắng đắng. Nói chung thì buổi tối của tụi mình một sao thì do là cái điều kiện nó bị hạn hẹp các bạn ơi. Đồ dùng thì nó như là đèn thì tụi mình phải dùng đèn đuốc ra ngoài giăng cá, vậy là dữ lắm rồi đó. Còn nếu mà có đèn như tụi năm sao thì sẽ ngon hơn. Thì tóm lại thì ăn cá và uống nước sau đó đi ngủ lấy sức nha các bạn. Nói chung là nhịn đói cũng quen à, sinh tồn nhiều nhịn đói khá là quen. Đúng rồi. À. Và mọi người thì cứ giờ cứ ráng cầm hơi vậy. Ngày mai anh sẽ có một cái món quà bí mật cho mọi người. Ok. Chúng mình phát hiện được khá là ngon luôn ấy. Nhưng mà giờ cầm đuốc đi nó tắt đuốc mất tiêu còn thấy gì đâu, đi trong bóng tối luôn. Nên giờ là mình hưởng thức và uống thật là nhiều nước luôn chứ để cho no bụng ấy, sau đó đi ngủ nha các bạn. Ok, sau khi ăn cái mấy con cá hút đắng đó thì tụi mình đi ngủ nha các bạn. Mình sẽ review bên một sao con ngủ như thế nào. Phía trên đây mình quay xuống là một cái máy máy tranh. Wow, mấy cái gai. Phía dưới thì lót lá cao đồ hả? Dạ. Lá rồi. Cao ở trên, lá cao có gai, còn dưới đây không gai. Ồ, tôi nằm có gai chứ quách đỡ. Ồ, đã lắm anh. Rồi ba anh em ngủ vậy hả? Dạ. Rồi mưa thì ướt chân hả? Mưa thì coi rút là anh ơi. Dạ. Hợp lý. Còn bên năm sau tụi mình thì ngủ liều tinh cây các bạn. Đầu tiên là căn liều của con cua toàn. Khá là rộng luôn nha. Một mình toàn nó ngủ luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Rồi phía bên đây thì căn liều này là tú với lại thằng dĩ ngủ các bạn. Đây. Trời ngủ gì phản bên vậy hả Tiếu ạ? Còn mình thì không ngủ liều tinh cây các bạn. Mình ngủ võng nha. Võng có bạc tre. Đây, võng, tối ngủ rồi các kiểu. Còn phía bên kia là của camera man các bạn, nó cũng ngủ võng luôn. Ok, nói chung là tối nay nếu như có mưa các kiểu gì đó thì mình sẽ thức dậy review với các bạn nha. Còn nếu như không có gì là cũng dắt tới sáng thôi các bạn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. The next day. Rồi tới sáng các bạn ơi. Tối hôm qua ngủ thì trong rừng thì nó lạnh sương sương thôi các bạn. Thật sự là bữa núi Tây 25 giờ tới núi Tây Ninh là nó lạnh hơn rất là nhiều nha. Trong rừng thì lạnh sương sương ngủ rất là đã luôn các bạn.
đặc biệt là có túi ngủ, có đồ che rồi các kiểu. Bây giờ mình sẽ qua coi mấy thằng đợi mình cái đó như thế nào nha các bạn. Gì vậy, mấy này nó đắp bằng cái mùng gì vậy? Ê, tối nó là chúa ngủ mà. Tối qua ngủ ngon em. Được à. Trời, tới giờ sinh tồn em. Anh cả gì kìa. Ngủ được không, đắp mùng kìa. Nó ấm lắm rồi. Tự nhiên hai thằng đút đít vô nhau gì chổng không không nằm ngang mà nằm kìa, nằm sắm chín ngộ hả? Còn bé toàn thì ngủ say mê đúng không bạn? Nó sinh tồn rất là kém, ngủ thì cũng rất là ok nha. Rồi, bên phía một sao thì cô An đang làm lửa. Món ăn cho team một sao ăn các bạn. Dạ, lên lửa để nấu nước uống anh ơi. Nấu nước đói bụng rồi. Qua ngủ lạnh không em? Ờ, cũng lạnh thôi, sáng thì nó cũng lạnh lạnh rồi. Chứ ổn mà nè. Xưa hồi cho bà Tây Ninh đúng không? Dạ đúng rồi. Tây Ninh với ám ảnh nè. Dạ. Đây còn đây mấy thằng đợi. Không thì mặc áo bơ rồi là biết lạnh không lắm nha các bạn. Rồi bữa sáng nay thì mình với lại Dễ với Tú là sẽ đi hấp phá rừng nha các bạn. Và sẵn gợt xem lưới có nhiều cá hay không nữa. Toàn vào ở nhà nấu nước nội trợ nha các bạn. Ok đi thôi mọi người. Không còn camera nha các bạn. Nó mập quá nó đi với cái này nó dễ té lắm các bạn. Nước rất là trong rồi. Hơi lạnh. Cá bơi tùng tàn mấy cá là mấy con cá rỉa rỉa chân đó bạn. Rồi cái lưới tụi mình lại tiếp tục dính cá mè nè, dở lên ra thử cái gì hai con luôn, thu lưới luôn nha. Đây đây là cái mẻ lưới cuối cùng rồi, cá mè. Ui con cua kìa. Đâu đâu con cua đang ăn nè Tú. Ừ đây 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 đây, đây chụp đây chụp đây chụp đừng nói sợ đi. Wow nó đang ăn con cá luôn các bạn. Nó ăn hàm lam hả mày, nó ăn cá đó bạn. Dạ giờ sao giờ rớt kèo không? Rồi đứng cá luôn anh. Trời ơi, lưới tốt. Ừ đúng rồi. Tham lam không mày. Cá để chút mình gỡ sao, mới cũng chết. Rồi có cua nữa không? Chắc không đâu hả? Không anh. À. Cá quá trời luôn. Không có chút mình về mình gỡ mình thu luôn. Giờ mình đi khám phá mà. Đây, cá vàng nè mấy con luôn bạn. Đó, cá. Quá trời cá luôn nội ơi. Lén luôn. Mấy ếch kêu hơi gác rồi. Rồi là dính thêm con cua bạn, là đầu tiên thấy cua mà cũng dính lưới nữa nè. Quá đã. Ồ, tì Tú gỡ con đường dĩ nắm rồi vậy. Nắm cái túi gì? À nó hàm cái nè. À nó hàm cái. Nắm cái. Ủa. Con cua sao bự dưới hả? Cua bự quá. Cua bự dưới ta. Bự hơn con của anh này, có chữ kẹp tay ghê quá Tú. Rồi rồi. Dạ. Bây giờ gặp tới. Má mày cua đá mà bự vậy. Hai bé cua. Ngon. Rồi từ từ thôi, đá này trơn lắm nha mày. Đi vậy nè nói kìa. Ớt hả? Ừ. Đâu em thấy nó hả? Thấy. Đâu anh thấy, thấy nó ngồi ngay cây không? Nó quỷ chiên luôn thấy không? Cha cha cái này lại là nó phóng liền các bạn. Còn trong phải cái đồ gì? Rồi đi hồi tụi mình phát hiện được cây chú rừng các bạn. Chưa chín nha, nhưng mà giờ sinh tồn mà chẳng luôn. Giờ nướng ăn, luộc ăn. Rồi tụi mình đi thêm chút xíu rồi thấy có rất là nhiều mấy cây tre luôn các bạn ơi. Mà mùa này hình như là không có măng. Có cây con quá trời, nó cao hết rồi chứ không có măng các bạn ơi. Rồi tụi mình phát hiện ra cái cây gì rất là bự luôn đó các bạn. Bự chập quá luôn. Nhựa cây gì nè. Thấy là có ai tự nhiên khoét cái lỗ vô vậy đó bạn. Sao nó đốt lửa hay gì đó hình một cái vết thì nó không mặt rồi nó chảy như cái dầu luôn rồi, như dầu vậy bạn nè. Sau khi đi một hồi tụi mình lại về con số cũ bạn ơi, y như là cứ bị lạc đường hay sao á, với lại khó đi đó các bạn, đi trong rừng dễ bị lạc lắm. Ok bây giờ tụi mình sẽ đi gỡ lưới cá nha. Oh my god, cá mẹ bự kìa ông nội ơi. Oh my god, nó chết cứng người luôn rồi ông ngoại ơi. Chưa có húi không? Chưa không mới chết luôn. Ờ cá mè này nó bự ghê luôn, vậy mà cũng dính đó các bạn. Sinh tồn mà nếu còn sống. Còn sống
Phóng sinh, phóng sinh. Thật ra anh cua ấy hả nó. Ờ rồi cá mè nữa nè. Sau đây không có cua rồi ăn cá mè hết nè. Tình hình là mình kéo lưới lên chứ mình thấy có con cá chơi suối nữa các bạn. Đây. Quá trời luôn các bạn ơi. Thì ăn chắc toan luôn rồi, ăn chết luôn quá. Bây giờ thì team một sao của tụi mình sẽ tìm đồ ăn sáng nha các bạn. Hôm qua mình khoảng chừng chiều tối á, mình đi vòng vòng cái rừng mình thấy cũng được một chút thứ có thể ăn được các bạn, nhưng mà trời tối quá rồi nên không thể đi xa được nữa. Bây giờ mình rủ ba anh em mình luôn đi chung nha các bạn, cái gì cũng phải đồng lòng hết á, đói thì đói chung, no là no chung, dùng hết nhân lực vào thức ăn các bạn, nước thì không thiếu nha. Đúng rồi, bây giờ là phải tìm món nào nó no chứ câu mấy con cá lòng tông bay nhỏ xíu ăn không dính cả răng nữa mấy bạn. Ở đây là một cây cao rừng nha các bạn, nó không có một cái lá nào luôn á, tại vì theo mình được biết là người ta ở đây người ta hết chặt lá hay sao á, cứ những người đi rừng đi ngang á chặt lá hay là gói ghém cá là hay sao á, nó không còn cái lá nào luôn á. Cây cao á là nó cùng dòng họ với cây dừa á các bạn, người ta hay nói là củ hủ dừa á, ăn với gỏi các kiểu á, thì chúng ta có củ hủ cao đó kiểu vậy á. Bây giờ mình sẽ chặt cái ngọn cao, sau đó ăn cái củ hủ cao nha các bạn, nói chung là khá là nhiều, ăn bảo đảm no luôn á. Cầm dao em. Ok, là cứa bây giờ mình bẻ luôn nha. Cô má này sao dai dữ vậy. Ok, mình có một cái củ hủ cao đầu tiên nha các bạn. Nè, trong túi trong đây nè, một cái bắp rất là bự ha các bạn. Trong đây nè, có những cái chồi rất là non á, non nớt cực kỳ luôn, người ta gọi là củ hủ. Ăn bả đâm ngon, nhưng mà chắc là xỉn. Bây giờ mình kiếm cái tiếp theo nha các bạn, chắc ít nhất cũng phải 2-3 cây gì đó mới đủ cho team mình ăn. Sau một chuyến đi săn bắt hú thì tụi mình đã có kết quả các bạn. Đây là những cây thực vật của tụi mình. Đây là cây gì vậy? Đây là cây cao rừng. Thật ra mình biết rồi. Và cây cao rừng này mình ăn sao Hương Vít Ba? Nói chung ăn cũng khá là giải luôn á. Đó chính là đãi đây, chờ một tiếng. Rồi ok. Đại Yamaha bỏ vô luôn, đại Yamaha. Rồi. Sau đó chờ khoảng khi nào mình nói tiếng là ăn được á. Rồi chờ đợi. Ok, chờ đợi tiếp. Rồi, bây giờ muốn biết nó chính cái đơn giản các bạn, mình chỉ cần nói tiếng. Rồi, chính rồi. Món này mình đặt tên là nha các bạn. Đây là món củ hủ cao giả bắp nướng hàng tre. Y như lấy bắp luôn ha các bạn. Lột hết vỏ ra. Còn nó nóng như cái lò vậy. Mình lột tiếp, lột tới khi nào cuối cùng mới ăn được nha các bạn. Trắng phéo nè các bạn, mình sẽ cắt nó đi. Đây đây, đó, nó mềm rộp luôn á mấy bạn. Bây giờ các bạn nhìn cái gì, hồi nãy là mình là củ hủ cao giả bắp nướng hàng tre, còn bây giờ nó hành măng. Chung thì có làm thì mới có ăn, và mình là đội trưởng mấy bạn, là người hữu độc. Nó thiệt với mấy bạn luôn, đây là món mình ăn rồi, ăn củ hủ dừa rồi, như cái này thì chưa. Ồ má ơi, nó ngọt gắt luôn á, nó ngọt, nó y nó nồng nồng. Y là tới cao rồi các bạn. Ai cũng phải thử á. Dạ, ăn đi. Trời ơi. Ok. Nhịn đói hôm qua rồi. Ha. Đâu, cái thằng này chưa. Có ăn được. Nè, coi ăn cái dài đó các bạn. Coi cắn nè. để mình gọt cái củ khác mình review cho các bạn nha. Củ này đúng không? Củ này của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi giờ tới em luôn. Dạ dạ. Thấy hiện luôn đi. Ngon như mía vậy các bạn. Sau một hồi gọt thì hai cây cao còn lại thì tụi mình được vô đây rồi các bạn. Vô đây chiến lợi phẩm nè. Đó. Sau khi ăn cao và tụi mình sẽ uống miếng nước, lấy nước qua đây. Nước đó để nhâm nhi á, như rượu gì á. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử review nha. Đây, để anh Hương ăn cái phần này nè. Nó phải như thế này, nó giòn nè. Nó ngọt ngọt nè, nó giòn nè. Và có một cái hương vị nó lạ lạ mà ăn được các bạn. Ăn được, ngon á. Ê, đại, thử em. Cũng lại giòn nữa đâu. À, có nhiều lúc có mấy cái xíu xứa à. Kiểu như nó già nó sơ anh. À. Nhưng mà ăn rất là ngon luôn á. Tức là càng đổi trong thì càng non, càng lúc càng non nó ghiến luôn, cái này là cuối cùng luôn á các bạn. Nói chung bây giờ mình mới cảm nhận là ăn no như thế nào các bạn. Chứ hôm qua ăn thịt cá chứ xíu không à. Bây giờ ăn đã rồi. Mà uống thêm một miếng nước nữa. Không say không về. Ngon quá. Nước thì có hương vị của hơi tro xíu.
Nói chung á thì buổi sáng của tụi mình ăn cao và uống nước cũng đầy đủ chất rồi các bạn. Sau đó thì tụi mình sẽ ngủ dưỡng sức để lấy sức đi về nha các bạn. Này còn đâu. Rồi sau chuyến gỡ lưới thì cái đám tụi mình bên năm sao các bạn. Cá cua là cắt ký như vậy các bạn, lại tiếp tục ăn cá cua nữa rồi. Đặc biệt là hôm nay là có tán miệng là chuối rừng nha các bạn. Ok, hôm nay tụi mình sẽ chơi theo kiểu mạnh này lấy nướng nha các bạn. Trẻ cái kia cực quá. Rồi, get go. Đây, lấy cái nồi ra nướng dễ hơn hẳn các bạn ơi. Chín nó vàng, nhìn đã nè. Oh my god. Wow, nó chảy mặt kìa các bạn. Đây, cá tươi nướng cho vậy nè. Trời ơi, con cá em thịt trắng vậy hả? Con tò bự chập bá luôn. Ok, hưởng hết 6 ngày 6 đêm chỉ ăn cá nha các bạn. Dù ai có cho thịt, cho gì cũng không ăn hết á. Cá thôi. À, thật khá là ngọt nhưng mà xương nhiều quá các bạn. Cá mè mà. Là xương không nổi không? Mình nghĩ cái Tú nghĩ cái tơi không có xương hả Tú? Có xương nữa à. Mà thấy cá tơi với mình không? Khác chứ anh. Nó ngọt hơn cá chê ở dưới mình nè à. Mà đặc biệt con cá chê nó không có đắng anh. Rồi tiếp theo mình sẽ biểu diễn ăn thử chuối nướng nha bạn. Chuối rừng nướng. Dục vô. Dục vô. Ăn thử vài trái trước coi nó có ngon hay không các bạn. Nếu nó không ngon thì chút nữa mình ăn sau. Rồi chuối chín các bạn ơi. Đây mình sẽ review chuối rừng nướng nha các bạn. Một không. Chuối tốt. Làm ăn ngon quá à. Ngon tuyệt vời luôn á. Làm gì vậy? Ê, giờ nãy rồi hả? Đưa chuối. Nãy giờ không biết. Ăn cá, ăn này ngon hơn các bạn. Đây hộp nó li ti hạt tiêu gì nè các bạn. Sao? Được không? Mũi nó y chang chuối nướng luôn. À, nghe giống chuối chuối mấy bà luộc mày chở các bạn. Chuối à, sao quen đắng, ở lộn chát chưa? Già nó chát chứ. Nói chung là kế con suối các bạn. Nước không có thiếu. Rất là nhiều luôn. Vô. Vì làm sao. Vô. Ok, quá tuyệt các bạn. Nước chuối làm tiếp thôi. Nước quyền nãy mà. Nước quyền nãy luôn. Rồi sau khi ăn uống xong thì đã hơn 25 giờ luôn các bạn. Tụi mình dọn đồ luôn rồi. Đây 25 tiếng 9 phút 10 giờ 36 phút trưa nha. Tức là bây giờ tụi mình lội về tới nhà là khoảng 12 giờ trưa là ăn trưa luôn là vừa nha các bạn. Ok, nói chung là clip hôm nay là trải nghiệm sinh tồn. Bữa mà tụi mình đã từng làm cái clip là trong gần 25 giờ. Bữa đem đồ ăn đồ full các bạn, nước uống đồ full luôn. Hôm nay là trải nghiệm kết quả là mấy con cá này nó đắng quá trời quá đắt luôn các bạn ơi. Nếu lần sau mà có vô sinh tồn năm sau mình nghĩ là nên cho mua thêm gia vị nha, nước tương, nước mắm rồi đó các bạn. Ăn nó mới đỡ đắng rồi các kiểu. Ok, bạn hết series tụi mình để một like, chia sẻ để nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip khác nha. Nếu nhiều bạn yêu thích, tụi mình sẽ làm tiếp sinh tồn gì đó nữa nha các bạn, chứ làm sinh tồn thật sự rất là cực các bạn. Đi rừng đi suối rồi các kiểu nha. Và tình hình mình thấy là bên bển sao chưa về nó mấy đó làm gì á? À, bọn em thử thách 6 ngày 6 đêm sinh tồn trong rừng. Cho dù anh Lâm kêu cũng không về luôn. Mấy anh em get go. Get go. Get go là nằm đây mà.